ដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតទេការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីមេเจอร์ลีกซอกเกอร์2021របស់អ៊ីនเตอร์ไมอามีនឹងឈានចូលមកដល់ហើយសេចក្តីប៉ឹងកំពុងត្រួតត្រាតួយកថាមពលជាមួយគ្រុតការឈ្នះជើងឯកជាគោលដៅធំបំផុតសម្រាប់ក្រុមដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដោយអ៊ីនเตอร์ไมอามីដែលមានសមាជិកសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករលំដាប់កំពូលដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបដែលរួមមានអតីតតារាឆ្នើមរបស់បាសេឡូណា លីអូណែលមេស៊ីនិងលូវីសវ៉ារ៉េសជាដើមការវិថ្ងៃប្រហោះមុនការប្រកួតមិត្តភាពចុងក្រោយរបស់ម៉ាយអាមីទល់នឹងនូវែលអូលបយសារប្រយុទ្ធស្វារ៉េសបាននិយាយក្នុងសម្ភាសន៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអុយរ៉ាហ្គៃអំពីមហិច្ឆតារបស់គេសម្រាប់ក្រុមអ៊ីនទើរម៉ាយអាមីប៉ុន្តែរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺជាការឆ្លើយនៅសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតរបស់ខ្លួនស្វារ៉េសបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វី
ban cầm nọt tê, bần tái ní kì chì chùm hiên trong khói. Chúng ban tìm khuôn xâm rạp ca bà quyết bà chênh trong khói, hai vía gọi ai thật vời chăm phó nơi đài, hạc nhóm trời tài kết vì quân ập hiếp này chì vết bần tọp bì nụ. Sai bà dụt vây xam sập rạm bích nam bàn chụp nơi bà nhà hà cài xam bà tiê khăn nông rì dạp bê bần màn chân nằm trong khói bần tọp bì chai bê chật bì tù sơ vọt nạc nông ạ chì bà tọt. Trong bà tọt ở rộp, Svarez chỉ biên chỉ trát của một club, khi chỉ nè chương ảnh La Liga 5 lớp, Copa del Rey 4 đón, nâng Champions League mà đón trong năm 2005. Bọn tay chốt chơi chẳng đi, mình toàn cực khoan xâm rạp Svarez hồi tế, hãy kê cho chỉ nè biên bằng thay tiết chơi mùi Miami. Anh tay tặng đá ra chân nam rồi bỏ Liverpool rụp ní, rồi bằng thay Miami chỉ có mối đại ảnh mình là tập hiệp ở trên chương ảnh MLS Cup 2004. Bọn tay có miền xâm biết đại trời bà chôm hồng đài. Kê bàn bằng thay thay, nhưng mà đang tha dương miền cả tập cách nông ca khai chỉ chừng ấy rồi giang nà tê phần tai dương chỉ phải gặp hiệp muối hỏi bà con nà hả roll chrome đèn o chọn chân nhạc bụi dương chúng ta mà mỹ đang chấp bắt đầu cho tình nghĩa ca crop khăn cầm phù làm rách nhất ngày tìm một thầy muối khai cầm phép để trở bằng là than dry pink đồng bởi từ crom new real select môn phê thật đầm nà tê bà cuộc này từ đây rồi bỏ LA Galaxy nìa buồn thằng ngày bằng tọp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. AMI Sport, đấm mấy cái là.